tiếp ở trong này nè, chú nói cái này vừa chú gõ vô đi này, tại vì không có phải đồ xịn. Ừ, rồi thường thường không à, chơi luôn ha. Đây nghe thằng Sài Gòn làm nắp đó thì mình sẽ cho nổ lại cái máy 125 của Trung Quốc đây. Nắp cái nắp vào đâu đó phải không chồng? À, để dặn vô dây cua gắn rồi chưa, đang quay. Cái này là 200 mình lắp ráp xong cái máy này, các bạn chăm nhớt nước rồi luôn phải không? Giờ chỉ cho nổ lại thôi để mình giao cho bạn. Đâu chỗ nó kiếm rồi. Quay quay thử cái nặng không? Dạ. Nó bên mỹ thiết kế mỹ thuật chú ơi, thiết kế đồ họa nhận không, nhớ lên là xuống ra liền nha, tại máy để lâu chưa tại nhà nè, chặn ốc này vô nè, bỏ ra đá xị này chặn vô ơi, hai lông đền hai bên, khóa 12 sao thợ thành phố cũng hơn thợ giường thế chú. Ai vậy chứ cũng đang là còn học chứ cũng có cái còn còn thiếu sót gì đâu, còn chuyện được không? Dạ. Ở đây vậy là con làm luôn là ba chưa đóng thu mi có thấy chưa làm không? Có chú, máy còn làm hết, kiểu như máy đó đó, chứ máy này nè. Đây con đang gỡ cái giang ma nè. Chú có làm giang ma này không? Không, chú chưa có làm giang ma là 35. Này 35 đó là cái này 95 ly chứ. 34 à. Con không có ba cái dòng nhân ba không có gần. Nhưng mà con sửa ban cạnh kia. Cắt vô rồi sẽ kiểm tra hết trơn chưa? Chỗ nào có chỗ nào dầu mỡ gì kiểm tra hết đi. Có hai thằng hai thằng lớn thì 22 tuổi rồi, thằng này thì 20 gần 20 rồi, nhưng mà thằng này nó mới quay được tại vì nó tay phải, còn thằng lớn tay trái. Tay trái bỏ tay chú Tám ơi. Tay trái là bỏ tay không quay máy gì được hết. Dặn nắp vào là phải dặn hết vô. Ừ để nó vuột. Rồi. Để cho nổ là quay nhiệt tình nha. Rồi nhớ xuống ra liền. Tại cái máy mới chạy lên nó đâu có đủ nhớt. Lớn hơn D10 chú, D10 90 ly, 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 90
B đó. Cái này thì nó Trung Quốc bây giờ nó hay, nó dân mình tiếp phần trăm không? Nếu không nhờ không là nãy giờ mà bơm nhất không bơm lại đứng máy à ha chú. Đúng rồi. Có bơm mà cái vụ báo nhất này là phải kiểm tra lại. Nãy 130 lít nhất rồi phải không? Dạ. Nước dạ ok, giờ quay nhẹ lên cái nó chạy. Kiểm tra lại coi nhất nha, xả coi nó bơm nhất mạnh không coi có gì đâu. Bây giờ quay chạy cái nữa là mình vô mình lấy cây lá chén cho chú Tám. Hả? Quay chạy là con vô lấy cây lá chén cho ông nha. Ừ. Không bơm. Bơm mình đó. Thank you.
thử giúp con nha. Ở đây mà biết làm hoặc là thảo lại là mình giao cho tự thử hết đó bạn. Rồi máy nổ thành công rồi, tạm biệt các bạn.